Rồi, mến chào các bạn ha. Thì có một con Yamaha Mini, cái loại này thì nói chung thì nó rất là nhỏ và nó dùng cho dạng như trẻ con ở bên Nhật nó chơi hay sao á. Thì con này giá của nó rẻ các bạn, chỉ có 8 triệu thôi các bạn. 8 triệu à. Giá 8 triệu thôi. Thì để mình cho các bạn xem ha. Nó sử dụng là đóng kính này luôn. Con này thì sử dụng động cơ xăng nha các bạn nha. Thì con này nó chạy 1 lít xăng nó chạy được khoảng nó xài động cơ một máy thôi. Một máy như là cái máy như là một cái máy như cái máy mà cái máy máy nổ mà của bạn các bạn vậy đó. Như máy đây nó sẽ đây sử dụng động cơ xăng nè, OV nè. Sử dụng động cơ một máy thôi. Giống như các cái máy nổ mà của các bạn xài thông thường vậy thôi, thì một lít xăng nó chạy được khoảng một tiếng. Chạy được khoảng một tiếng thì tốc độ xe này thì nó nằm chắc chừng khoảng khoảng hăm mấy 30 cây số gì giờ đó thôi, chứ không có nhiều. Thì đây thì sử dụng xăng và về thì cái này mình không có tính km các bạn nha, tính tiếng thôi. Một tiếng nó chạy khoảng một lít xăng. Đó, là như vậy. Nói chung cái tua máy của nó thì cũng vừa phải thôi. Thì nó xài cái bộ mà cái bộ đây thì các bạn thấy cái bộ dây Cora nè. Nó xài cái nồi giống như xe tay ga vậy, nó qua một cái bộ nó qua một cái bộ mà bộ nồi côn, thì cái bộ đó khi mà chạy thì cái tốc độ của máy nó tăng lên thì nó sẽ ép cái nồi côn lại và nó đẩy sợi dây Cora lên. Nó tốc độ máy ga càng nhanh thì chạy thì nó đẩy càng cao. Thì là cái mà cái tua máy thì cái tốc độ xe càng tăng lên thì sử dụng một cái bình ắc quy và một cái motor đề giống y như xe tay ga luôn, đề tự động vậy. Các bạn cứ đạp là tự nó kéo cái máy nổ là chạy cứ vậy á, vừa bình vừa điện, không có bình là không chạy được nha các bạn nha. Đó thì con này thì giá của nó rẻ à, giá nó chỉ có 8 triệu thôi đó. Xe bãi, xe Nhật bãi. Thì các bạn nào có nhu cầu thì bấm vào phía bên phải tiêu đề có chữ V vậy nè, có như hình chữ V vậy, bạn sẽ thấy phần mô tả đó và có số điện thoại trong đó ha, là số điện thoại của ông chủ. Còn nếu khi nào xe mà bán rồi á thì các bạn sẽ thấy không thấy số điện thoại nữa và sẽ ghi là xe đã bán, thì các bạn không nên hỏi nữa nha. Dù cho các bạn giờ có muốn có hỏi có tìm thì cũng có, cứ các bạn cứ xem khi nào mà trên kênh mình đăng lên á thì có nghĩa là có, chứ giờ các bạn hỏi còn không, để tôi thì cũng không còn đâu nha. Rồi bây giờ cái đó mình nói thật, có nhiều người thí dụ như mình đã ghi bán rồi, đã xóa số rồi mà lấy cái số điện thoại của kênh, có nghĩa là phần mô tả số điện thoại trên kênh mình dành cho những người ta sẽ liên hệ với mình để người ta yêu cầu quay video thí dụ như bãi hàng của họ, kho hàng của họ, nông cơ của họ để đăng lên YouTube của mình, chứ không phải là cái số đó để mình bán. Mình dùng vào việc đó là để người ta hỏi giá hay người ta bán, người ta hỏi giá với xe với này kia ha, mua ha. Rồi cái đó mình nói đây thì nó có một số tới một số lui, kéo đây là lui, kéo đây là tới. Mình chỉ cần bật công tắc lên rồi mình đạp là nó sẽ tự nổ. Rồi mình muốn nổ mình kéo e lên đó là chạy thôi, mình đạp ga là đó, ga càng nhanh chạy càng nhanh đó. Cái một chân thắng vậy thôi đó. Đó, chạy rất là sướng nè, chạy nhanh nè đó, vậy thôi. Rồi, nếu mà dè thì mình bật lên đây, chân này chân thắng nha. Rồi, này lóc kê. Đây mình đạp dưới đây là lóc kê, mình đạp đây là xả nhả lóc kê. Ví dụ đây mình đạp nè, lóc kê nè, mình đạp đây. Đó, thử nhả lóc kê đó ha. Rồi, dè.
đây ve nè, cái ve nè các bạn. Rồi gài số tới là chạy tới. Rồi đây để mình đạp xuống lóc kê luôn. Rồi bật nè, quá đã các bạn. Rồi cái này cứ tự mình ngừng lại là tự nó sẽ tắt thôi. Đó, xe cũng rất là đẹp ha. Rồi bạn nào có nhu cầu thì cứ alo với ông chủ nha. Rồi mến chào các bạn. Rồi giá 8 triệu. Rồi mến chào các bạn nha.